thần báo tin người con bà đang cứu mang là do quyền năng thánh thần. Bà sẽ sinh con trai đặt tên con là Giê-xu. Hài nhi con Thiên Chúa ra đời cứu rỗi nhân trần, dù sẽ thực thi Chúa. Giấc mơ dù sẽ vui nhận cuộc sống bên bạn đời, giấc mơ dù sẽ trốn sang Ai Cập tránh Hê-rô-đê, giấc mơ dù sẽ nghe lời thiên sứ về Israel, giấc mơ dù sẽ ở Na-za-rét miền Ga-li. Thần báo tin hiểm nguy vì Hê-rô-đê tìm giết hài nhi Giê-xu, tình giấc đưa Giê-xu cùng Maria đi trốn. Hài nhi con Thiên Chúa cam phận sang xứ Ai Cập, dù sẽ thực thi Chúa. Thần báo tin dậy đi trở lại nơi xưa miền Israel quê nhà. Cuộc sống sau phong ba cùng Giê-xu và Mẹ Chúa, hài nhi con Thiên Chúa an hưởng hạnh phúc sung vầy, dù sẽ thực thi Chúa. Thần báo tin về mau miền Na-za-rét cùng sống cạnh bên dân ngoài, mong ước theo Giuse hằng chăm lo và nuôi dưỡng hai nhi con Thiên Chúa ngoan hiền chung mái gia đình, dù sẽ thực thi Chúa. Cuộc sống bên bạn đời, giấc mơ dù sẽ trốn sang Ai Cập tránh Hê-rô-đê, giấc mơ dù sẽ nghe lời thiên sứ về Israel, giấc mơ dù sẽ ở